tại vì em mê trai mà, nếu bạn em mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Thiệt luôn. Nó xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. À. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. À. Và vẫn là vận viên thi đấu. À, làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, à, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở người Sài Gòn ạ. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác đó chị. À. Em rất là dễ cảm thông cho người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết như cái gì hết. Trời chị, vận động viên của người ta đó. Em mê trai sống mũi lắm luôn. Dạ, dạ anh đó. Cả là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì anh? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị. Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. À. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ siết xuống lại 20kg. Trời ơi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết uống thuốc, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy dạ. Mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi. Rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À nhiều, đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. Còn về tính cách á thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích hút thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dưỡng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Giờ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt, nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ thì em tìm một người bạn gái là dễ thương, hiền, trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng, ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao, bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng á là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Rồi. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao, trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì
khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên PT cá nhân mà chị. À, nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi, rồi xong rồi có duyên có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. À, em có thích sống thử không? Dạ không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Dạ. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, dạ. Cho gặp chị cái. À, em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Cùng quý vị khán giả. Thấy em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là ở Kha, anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Xin rồi, cảm ơn chị. Sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với là bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi cho chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em là theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, chào anh ạ. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Anh có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không anh hướng dẫn cho em tập luôn? Được không chị? Được, được. Em là coi sẽ tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô trong ngay cái đùi của em. Phần đùi dang động, phần chân đứng dang động, bằng vai ha, ngực vẫn thẳng cho anh, phần mông em đẩy ra đằng sau xuống, quát một xuống, hai ba bốn, mười cái, bốn hiệp vậy cho anh. Dạ. Ha, mọi động tác. Dạ cảm ơn anh. Rồi ok, cái đó tập cho ốm đó, cái chuyện tập lộn đó. Tập thì còn 29 kg đi. Em đừng cái em khoái kiểu này nè. Tại vì em mê trai mà, nếu bạn em, mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi. Hiện cái muối là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi thử. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn á. Thôi xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh biết chăng. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần 1m58, nhưng sao đã yêu dịu dàng đôi môi thâm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sẵn thưa chuyện mẹ cho xin được nén vợ chồng.
Thương anh để lâu hôm nay nỗi sầu, nay anh nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. Rồi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa tới 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy quá cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng hoặc là anh nữ mà đừng em hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn em Tám có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do trời cho của mình. Tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán đồ bè nọ, rơi điểm rớt đồ bè nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn ảnh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Dữ lắm luôn á. Mà em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha Cưng ha. Dạ vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, giờ bắt đầu ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ông hôn ổng sướng mà ổng làm cũng như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ coi cái điểm mà là với không gọn gàng ở dơ mà không gọn gàng còn mệt dữ nữa. Với nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta mời nhà trai. Rồi mời em trai. Chào anh. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi, làm nghề rửa xe. Dạ. Mình rửa xe rồi, rửa xe máy, sửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ hay, dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80, trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của một mình em hết đó. Em gầy lên, em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời rất là giỏi nghe em. Còn bên Nam là tiệm rửa xe. Cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng
nhiều bạn gái cũng không thích em. Sẽ lỡ trong khuyết điểm của em thì này thì nhiều lắm mà kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ rồi khuyết điểm mà là với không gọn gàng. Ở giờ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Với nóng tính. Ở giờ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở giờ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó không ngủ sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm dạ. Chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là khách nó tới là mình phải chăm chút cái đó. Ừ. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Ừ, thôi dạ, để hỏi bên đó. Đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ, cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Ừ. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voi của em rất là chắc. À, cảm ơn chị. Mà nó vang á. Dạ. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Dạ. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Dạ. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? À, em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kiếm được cái cành nào thẳng nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ cũng rủ cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được thì không thể được. Dạ không thể được nữa, giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có, cách đây hai bữa em có nói, bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó, thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Yeah. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Yeah. Ok rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè, em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm, dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Rồi đến quan coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào Dũng Nguyên Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để chú bị tổn thương. Chú cũng được, chú bác thì cũng được. Chú là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Ha. Chú là idol của con á. Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi, thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha, và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu, và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới, thì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm.
nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây mới 65, mang dài lên cũng không sao ha. Mang dài 7 phân lên từ giờ ta mang cả tất không à. Thành rồi. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ, nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ, dùng tại để râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ, anh chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Dạ, anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê, mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô Đào Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương ạ. Ngon à. Ngon à. Trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Ừ, nước này nước đê à, chứ không phải nước. Đó, đó, chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chuyến đò. Anh thấy là nó hợp thì em và Quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng, để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn Minh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Dạ, anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm nó không được đẹp, nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi nó, đúng cái mùi của mình hay không? Mình không, đúng không? Tôi lâm cho nó trời thơm coi. Đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đẹp. Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, thật dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi. Mở ra luôn. Dạ, anh cũng muốn mở thử đi coi nó có vừa không. Đào, mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Dạ, em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khác luôn. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi. Dạ. Chị ấy cái cổ ra cưng, ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu, xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được rồi. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu mà nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Trời anh có... ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo. Dẫn người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới. Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nó anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng để đậu được đúng không? Cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa, cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám
thêm một lần nữa chứ em cũng sợ quá. Đúng đó, dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Dù hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. À, có thể quyết định rất là sớm, nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh nắm xin phép đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng, nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát đào bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy. Một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích, chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng, bấm. Không đúng, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai. Đó, người ta bấm mất rồi. Hai, ba, rồi xong. Hết thời gian. Rồi. Đào rất là nhanh nhạy nha, một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. À, nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, yeah. Đặt một nụ hôn đầu tiên đi, hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi, hôn đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Yeah. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi. Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, má bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có okay cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Rồi mời bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Ừ. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị. Cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên chị. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả công việc trong nhà. Từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép. Em có thể làm được toàn bộ. Thì giỏi rồi, có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn. Với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà riết là nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch cũng sách cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy vậy. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, mà bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có okay cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học á thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hữu xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm á thì cái môi trường của em á là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Được. Rồi thứ hai là cái bản tính của em á là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh.
mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào, suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà anh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết, thì anh không biết làm gì hết, thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu, rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi, là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nghe nhà cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá, anh đến hiền lắm, nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích gái luôn á. Hy vọng rằng mở màn lên anh thích em thì thấy là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tính rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Ừ, đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt hết chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu có cảm xúc. Chất lượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. Anh có cô gái nào cua anh không? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh. Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, á. Em này được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào, lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề, cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là... Trời ơi, làm dữ gì trời. Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Ở lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát thôi. Nha. Dạ. Rồi thôi chủ me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, tới mặt bả đàng hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Thôi bây giờ gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn và anh trai em. Anh ruột hả em? Trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu ha? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không anh. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, vì nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận
Chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi em, ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ, mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc. Bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới, nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn các cô thì có xăm mình á. Với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô như... nhận xét cô bạn gái bên tôi này nhận nào? Xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương. Nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Vậy là ăn thua ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp lực không cho ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Con gái tới nhà ở cả ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ. Đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy anh sao? Tướng cao ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng tượng cô gái bên kia như thế nào. Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm giống như là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn quà thử? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác thành mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Thế cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. À bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu á thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống như bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần nữa, là họp mặt lại rồi cà phê vậy đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi ok, cảm ơn. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? Em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? Em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh, và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nó ước mấy chục năm nay là đọc không à, để sẵn rồi một bụng rồi. Đúng đối tượng rồi bắt đầu mới tuôn ra. Không biết làm thơ không? Thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn. Anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt.
mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm, nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây, cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Chuẩn của, với so với cái chuẩn của anh Nhạc, cũng muốn nhắn nhủ với bạn gái này thì ảnh thì chỗ Nhạc này nó rất là hiền, siêu nhút nhát, chỉ có được cái là làm xuyên. Nếu như mà sau này có hẹn hò được thì cũng mong Ngọc Quyên bên này thì có gì chắc nhường nhịn nó xíu, chứ nó hiền quá là nhiều, ăn hiếp nó tội nghiệp. Cảm ơn chương trình. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin kính chào quý vị khán giả ở khán phòng. Xin khi kính chào bạn nữ ở bên kia. Rồi, em tên là Nguyễn Hòa Nhạc, em đến từ Bình Định. Nguyễn gì? Nguyễn Hòa Nhạc. Nguyễn Hòa Nhạc. Dạ. Chà, tên đẹp quá ta. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi Nhạc? Dạ, em năm nay 32 tuổi. 32. Dạ. Hòa Nhạc làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em ở Bình Định vô đây dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, em được 10 năm. 10 năm. Dạ. Hiện nay ở đâu? Dạ, em ở Tân Phú ạ. Tân Phú. Dạ. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào quý vị khán giả và em chào bạn nam bên cạnh. Em xin được giới thiệu, em tên là Phạm Thị Ngọc Quyên. Em năm nay 30 tuổi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại em đang là giáo viên ạ. Giáo viên mình dạy gì em? Dạ, em dạy trường chuyên biệt, đó là trường dành cho trẻ khuyết tật đó chị. Em dạy quận nào vậy em? Dạ, em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu anh. Tức là dạy ở Vũng Tàu luôn hả Quyên hả? Dạ, Bà Rịa, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Công việc của em thì hơi đặc thù, hơi cực ha. Dạ, mình phải chịu khó đúng không? Dạ, lần đầu tiên khi mà em đi làm á chị, cái tuần đầu tiên khi mà tiếp xúc với các em cảm thấy rất là bị sốc. Khi mình dạy trên bảng thì các em ở dưới các em có thể thay đồ nè, rồi đi vệ sinh chung lớp hoặc là đánh nhau rất là nhiều. Em là đang chuyên dạy về cái nào? Dạ, em dạy cả hai khối luôn chị. Dạ. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm thấy rất là thông cảm với hoàn cảnh các em, bởi vì các em rất là đáng thương. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng. Nên khi mà đi dạy á, em rất là hợp với các bé. Còn với lại em cũng thích dọn dẹp nhà cửa. Còn điểm yếu thì chắc cũng nhiều lắm chị. Em trước đám đông em rất là nhút nhát và em hay mắc bệnh là nói nhanh lắm, nên nhiều khi không suy nghĩ kịp. Với lại em cũng thích nấu ăn, nhưng mà cũng bụng lắm, không được khéo tay lắm ạ. Thế bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Hòa Nhạc? Dạ, nhược điểm của em là ít nói, là nhút nhát, hay sợ dưới đám đông. Điểm mạnh của em thì siêng năng cần cù trong công việc, chơi thể thao và âm nhạc, không hút thuốc. Gặp em là biết âm nhạc rồi ha. Dạ. Thôi giờ em hát bài đi cho nó thấy Hòa Nhạc đi. Biểu tặng một tiết mục âm nhạc đi em. Đằng đây em cũng xin hát một bài tặng Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả xin chương trình. Tiếng hát của Hòa Nhạc bắt đầu. Bài hát mang tên là Lại Nhớ Người Yêu. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gom những đông đầy thương lòng mặc. Thế đó. Hết rồi đó hả? Bây giờ mình cho biết cái đường tình của em như thế nào rồi Hòa Nhạc. Em thì em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi em đi học ở Đà Nẵng.
sau đó thì em chia tay thì bạn gái về quê, quê ở Nghệ An nên là không thể nào xa quá đúng không? Dạ. Rồi mối tình thứ còn hai. Mối tình thứ hai cách đây 1 năm rồi, người bạn gái của em thì trẻ hơn em 8 tuổi, tính khí nó trẻ quá nên là hai đứa cũng không có hợp nhau lắm. Như vậy đây hai mối tình rồi. Nguyên trải qua mấy mối tình rồi Nguyên? Dạ em cũng trải qua hai mối tình chị. Một mối tình từ thời sinh viên và mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Mối tình thứ hai cũng bởi vì khoảng cách xa quá, dạ nên cũng không đến được ạ. Anh ở đâu? Dạ ở Nghệ An anh chị. Ồ, hai người nào cũng quen người yêu xa ha. Quen bao lâu rồi chia tay? Dạ mối tình thứ hai thì là 1 năm ạ. Dạ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người đó là biết quan tâm cho gia đình, quan trọng là bạn đó là phải có ý chí trong công việc. Về ngoại hình? Dạ về ngoại hình bình thường cũng được chị, tại vì bây giờ cũng ốm quá rồi không hút khí được. Em thì mẫu tìm bạn gái của em thì chăm lo gia đình, trung thủy, dù mình làm bất cứ công việc gì mình cũng cần cụ siêng năng là được. Dạ. Anh thấy cô gái bên kia là đáng trân trọng lắm. Dạ. Cô làm cái công việc cũng không phải ai cũng làm được. Dạ. Anh tin chắc rằng cô gái bên kia rất là cần mẫn, kiên trì, dạ, hòa đồng và nó chăm sóc rất là chu đáo. Dạ. Anh chưa gặp nhưng mà anh đoán như thế đó. Chào Hà Nhạc. Dạ, ha. Chào chị. Mình có dự định cái con được kết hôn của mình là khoảng bao lâu nữa không? Dạ, từ đến cuối năm hoặc là năm vậy. Mình đã chuẩn bị chưa mà gấp vậy? Dạ, chuẩn bị rồi chị. Chuẩn bị hết rồi. Dạ. Hay làm dâu hay là sẽ sống không, riêng hay là như thế nào? Cuộc sống hiện đại rồi chị, nên là cưới nhau về thì mình thay phiên mình chăm lo bên nội bên ngoại thì cũng cần gì là làm dâu. Dạ. Cái mẫu người lý tưởng của em có đặt hình mẫu như thế nào không? Hình mẫu của em thì 1m50 đến 1m60. Rồi. Rồi cân nặng thì bình thường đó, không có xăm hình. Không có xăm hình. Dạ. Xăm gì đủ dữ vậy trời. Thiệt tình luôn. Giấu bớt luôn đi. Qua thăm đàn gái coi sao. Như trước khi qua anh hỏi em này. Dạ. Cái nghề của em là nhân viên văn phòng đúng không? Dạ. Vậy thì mình có thể chuyển đâu cũng được đúng không? Dạ. Nếu như cô gái kia mà hợp với mình, mình dạ, chuyển ra làm văn phòng ngoài Bà Rịa chúng ta cũng được. Ok em. Ok luôn dạ, đúng không? Được. Chào em gái. Thôi, dễ thương quá. Phải nói là khi mà anh nghe em làm cái công việc đó đó, thật sự là anh rất là trân trọng người như thế. Phải nói là hôm nay nếu mà hai bạn đồng ý với nhau thì anh nghĩ rằng là anh bên đây cũng rất là hiền, rất là dễ thương. Vấn đề hai người chăm chỉ thì sẽ thành công trong tất cả mọi công việc ha. Rồi anh thấy ưng bụng bên đàn gái lắm rồi em trai. Ưng rồi ha. Rồi thấy được rồi đó. Không biết hai họ góp ý sao thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại một tập đoàn luôn anh. Một tập đoàn luôn, Vũng Tàu luôn dạ, hả em? Dạ không, Vũng Tàu là chỉ có anh trai với lại chị dâu em. Còn ở đây là các dì với em họ em. Bản thân em cũng từ Vũng Tàu lên. Dạ rồi. Dạ mời dì. Dạ xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh ạ. Dạ xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn trai ở trên đó. Dạ, cháu Quyên nhà tôi thì chỉ tội cái là cháu hơi nhút nhát. Có thể là cháu nhút nhát cho nên là về cái phần lỡ cơ hội nhiều trong cái ví dụ như cuộc sống hoặc là trong cái cơ hội tình cảm. Nãy giờ ngồi dưới đây dì cũng thấy bạn trai bên này là cũng đứng đắn, chững chạc. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu thêm về nhau. Hy vọng là cái cuộc hẹn hò này sẽ có một kết quả tốt đẹp. Các bạn sẽ là một nửa của nhau. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn dì. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Dạ, chào chương trình. Em chào chị anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ. Em là Trường, em là bạn thân chí cốt của Nhạc từ hồi cấp 2 đến giờ. Nói về Nhạc thì em chơi mười mấy năm rồi. Cái gì thì hai thằng cũng chia sẻ với nhau và cái gì thì cũng học tập qua lại được. Nhưng có một cái điểm nó không học tập được đó là em có gia đình, có vợ, sinh con thì nó thì riêng cái đó thì nó không học được của em. Chính vì vậy cho hôm nay nó mới nhờ anh Quyền Linh với chị Cát Tường là hy vọng rằng là chương trình sẽ tác hợp cho chỗ Nhạc đó có được một gia đình hạnh phúc. Nãy giờ em ngồi dưới em thấy cái cô kia đúng với ý của Hòa Nhạc không? Dạ theo em á, Ngọc Quyên ở bên này thì chuẩn của, với so với cái chuẩn của anh Nhạc. Cũng muốn nhắn nhủ với bạn gái này thì ảnh thì chỗ Nhạc này nó rất là hiền, siêu nhút nhát, chỉ có được cái là làm xuyên. Nếu như mà sau này có hẹn hò được thì
cũng mong Ngọc Quyên bên này thì có gì chắc nhường nhịn nó chút xíu, chứ nó hiền quá là nhiều, ăn hiếp nó tội nghiệp. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Trường nhiều. Rồi bây giờ hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nha. Mở rào. Mẹ, em chào anh ạ. Đầu tiên không có gì, tặng em bó hoa làm kỷ niệm. Dạ, cảm ơn ạ. Hy vọng là bó hoa này thì em sẽ tinh tươi, xinh tươi, nhưng mà như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Dạ, em tặng anh chậu sen đá với ý nghĩa là sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống với anh, cũng như là sẽ có một tình yêu lâu dài bền vững. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em thì theo tính chất công việc của em là trong giao tiếp với lại các bé khiếm thính, các bé không nghe và nói được thì mình sẽ ra ký hiệu ngôn ngữ bằng tay. Vậy thì hôm nay em sẽ cũng muốn giấu một đoạn trong bài Giấu Mưa của ca sĩ Trung Quân Idol. Rồi, rất là dễ thương, rất đặc biệt ha. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay đi các bạn. Hiện tại là anh làm ở đây ạ. Vậy anh có hay đi xuống Vũng Tàu chơi không ạ? Anh xuống Vũng Tàu chơi thì đi với, ví dụ như công ty có đi du lịch thì anh đi, chứ còn thực tế là anh không xách xe đi Vũng Tàu một mình, hoặc cũng không có ai đi hết. Thì nếu mà có dịp anh xuống Vũng Tàu chơi thì em có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Có nhiều địa điểm rất là hay ạ. Thì em cảm nhận về anh, cuộc nói chuyện của anh như thế nào? Dạ, em thấy anh là một người hiền lành, chín chắn, chững chạc, chắc là một người mẫu người của gia đình ạ. Cũng giống như mẫu người em đang tìm kiếm. Chúng ta hãy cảm giác một lần nữa coi con tim mình có rung động hay không. Hai bạn tiến đến nắm tay với nhau, nhìn vào mắt nhau khoảng 30 giây và sau đó chúng ta sẽ quyết định xem hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Nắm tay thật chặt nào, nhìn về nhau để xem mắt có trong mắt hay không. Em có tin là em nói không? Dạ tin. Tay em hơi lạnh. Hơi lạnh. Anh nói gì? Thì anh đã nói hết những gì anh nói. Ủa, nói chuyện riêng hả? Họ nói chuyện riêng. Vậy là có chuyện riêng rồi đó. Được rồi, về vị trí đi hai bạn. Dạ. Rồi, bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Ba tiếng đếm nha. Chúng ta sẽ quyết định nha. Quyền quyết định là của các bạn. Đúng không rồi. Ai có thể thay đổi được cái quyết định của các bạn. Nếu thật sự ta rung động thì ta bấm, mà không rung động là không bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Bấm đi. Ba. Bấm. Hết thời gian. Trời ơi. Ở dưới leo họ rất là dữ dội, chứng tỏ là hai bạn rất là xứng đôi. Hôm nay á là bạn gặp cô gái rất là dễ thương đó nha. Thôi hôn nhau cái đi. Rồi, nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Dạ, xin gì? Cũng như là xin ba má Quyên cho anh hôn mình một hôn. Rồi. Nhớ về thăm Quyên nha, thăm mấy cháu nhỏ nữa. Anh có thích nuôi chó không? Bánh chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không có anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi hoài. Em xin chào chị Tường xinh đẹp. Chào anh Đanh Vui Tính. Chào anh Nam bên Võ Mồng Tơi. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phượng. Ở nhà thì má em hay gọi em là Mít Ướt, bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Dạ, em chào anh MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường mà. Chào em. Chào khán giả. Chào bạn gái ngồi bên hàng rào bên kia. Em tên Trần Mạnh Quốc, năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành, Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Dạ, em làm nhân viên chất lượng ạ. Anh ở Long Thành ạ? Đúng rồi. Anh làm vậy là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu, nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu, nhưng mà thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Không sao. Em cũng hậu đậu nữa. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Sự hậu đậu nó có thương hiệu không chị? Nhưng mà em lại có điểm mạnh là
Em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm. Em có trách nhiệm trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình. Em thích chơi thể thao, thích đọc sách. Ưu điểm em thì em thích nấu ăn, rất là cưng bạn gái, cưng chiều bạn gái, thích nấu những món ăn mà bạn gái thích. Ví dụ bây giờ khi mình ăn chừng cái món đó 2-3 lần là có thể mình về mình bắt chước mình nấu theo được. Tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống vậy. Còn cái nhược điểm của em là không thích đợi cho, không thích đợi chờ, như hẹn hò đi chơi là phải đúng giờ. Nhiều khi có thể xuất nó xây dịch khoảng 5-10 phút là được, mà để đợi lâu có hơi khó chịu. Bực mình á thì mình sẽ ít nói, không nói, mình giận mình không nói. Mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước thì mình sẽ bắt chuyện lại. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình là sâu sắc nhất đối với em là mối tình đầu thời sinh viên, kéo dài 4 năm. Còn cái mối tình sau này? Mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó. Nhưng mà bạn đó thì cũng vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội. Rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Từ năm 2015 đến giờ. Lý do tại sao mấy năm nay không có ai, mình không để ý ai, không ai đeo đuổi như thế nào? Cũng có các bạn nam để ý, nhưng mà em không biết sao, nhưng mà em không có cảm xúc. Bây giờ bắt đầu cũng hơi khó tính rồi ha. Dạ. Còn bạn trai? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 năm. Mối tình đầu quen được 4 năm. Mối tình thứ 2 thì cũng khoảng 3 năm. Thôi, 7 năm rồi. Còn mối tình thứ 3? Thứ 3 thì mới đây, năm 2016. Là mấy năm? Được gần 1 năm. Tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó? Lúc đầu em, cái tính của em thì nó hơi ngang. Tính em, ví dụ em nóng lên đó thì đừng có cãi lại. Mình nóng tính, mình cố chấp, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì còn gì nữa không? Nhiều khi mình không có hiểu, mình không chịu hiểu người ta, mình cứ... bắt ta phải hiểu mình. Đúng rồi. Thì cái đó coi như mình bỏ qua nha. Bớt nóng tính nè ha. Rồi mình phải hiểu người ta mới hiểu mình. Hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu. Mình muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m56 đến 56 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em mới muốn một cái người đó, dù em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Trước mắt là vũ khí đó. Mình bật lên đó rồi người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh lại. Là đâu mình sợ nhất là cái tóm lại là cứ la là khóc. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đúng là... không? Tức là sợ rồi trước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Em chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc hơn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm, nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm lại là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn, dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được. Rồi bạn trai còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi, chào em. không nhậu được, không nhậu. Cái không biết nhậu. Dạ không nhậu. Nhậu uống mà 1-2 ly là người nó đỏ, mặt nó đỏ lên là... Đó tốt chứ coi đâu xấu em. Trong cuộc sống em có sợ gì không? Em sợ ma lắm anh. Em thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á. Em ra ngoài em chơi. Chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á. Em vừa đi ngang em thấy em thấy một bóng đen em sợ. Em chạy hết đà, em chạy về nhà. Thay ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. À qua ngày hôm sau mới đi ngang, đi qua lại chỗ đó nữa, vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Trời thấy ơi. Cục xi măng nhưng thấy con ma, em sợ con ma, mặt cứ ghê lắm, cứ ghê lắm. Dài rồi lắng con đồng hồ rồi răng cỏ rồi lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp. Một hộp à hả? Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à, em sống ba mẹ. Như là làm dâu đúng không? Dạ. Rồi, làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm, em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, em buồn quá trời luôn, em làm gì vui vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được. Rồi, giờ luôn đi. Có sạch sân khấu không? Dạ được. Em làm cái gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi chút, nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, coi là gia đình mình có ủng hộ không. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai em xin dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc, nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh dỗ cả tháng không đính luôn á.
anh trai bên này á, thì em thấy anh cũng được, cũng dư tính và cũng có vẻ hợp với chị em, nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Rồi. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ, em đi với anh em, anh bà con. Rồi, chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh nha. Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha, để lấy cảm tình bạn gái, đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà, khoe liền đúng không? Rồi, mở rào. Tặng anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. À, cảm ơn. Rồi hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống một phê với bạn. Em cũng hỏi có đi. Một số câu hỏi vui muốn hỏi anh, thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? À? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không. Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó, phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à? Đi hoài à? Vợ đâu đi bộ? Phải đi bộ, đi bộ á chứ mày giờ. Vợ. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh hay đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi vậy. À sao mày? Đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của em? À, khoảng 50%. 50%. Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không thưởng 60% là thưởng mà 40% thì em phạt. Thấy sai có hai ba câu thôi chứ mấy. Ở đây không có sai gì hết. Dạ. Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một rồi. Câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau để tiến xa hơn. Cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút để uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau với bạn. Rồi hãy trao chúc nhau các bạn hạnh phúc nha. Hai bạn. Cái này khỏi. Đây. Không được. Cái này khỏi. Đâu có khỏi được. Không má hay không đầu em.